Làm cái này khỏi đi tập gym nha anh. Mình sẽ thấy được là cái màu rơm cháy nè, đó, vàng ươm luôn. Chắc chắn là sẽ rất là giòn. À đem cái chỗ mì xào giòn hả? Dạ. Đang suy nghĩ cơm cháy mà có món mì xào giòn biết ăn sao. Đây là nửa con gà xào nha, còn nửa con gà mình chuyển qua là mình chiên nha cô chú. Chiên thì trong bếp sẽ chiên sẵn cho mình luôn. Welcome back to my channel Cường Ken Cook Official. Chào mừng quý cô chú và anh chị đã đến với kênh của chú Cường nha. Nếu quý cô chú và anh chị của mình có dịp về Cần Thơ, không chỉ là khám phá những vườn trái cây trĩu quả nè, những con người ở đây rất là dễ thương, hoặc là một số phong cảnh đẹp, thì ẩm thực là một điều gì đó rất là đặc biệt và ai ai cũng muốn khám phá được xem là vùng đất Tây Đô có những món ăn nào hoặc là địa điểm món ăn ngon như thế nào. Với cá nhân của Cường thì trên kênh Cường Ken Cook Official, Cường đã cập nhật rất là nhiều món ăn ngon. Và trong video lần này cũng không có ngoại lệ, Cường sẽ giới thiệu cho quý cô chú và anh chị của mình hai quán ăn rất là ngon vào buổi tối. Và Cường tin chắc rằng hai món ăn này chắc chắn cô chú nào mình cũng sẽ ăn được hết nha. Đó là món gà xào núi đất nướng và chiên. Và món tiếp theo là món cơm cháy kho quẹt. Chắc chắn là không phải những nơi hoặc là những món ăn mà Cường đã từng giới thiệu cho cô chú ở Cần Thơ nha. Đầu tiên là mình sẽ đi lại khu phố ẩm thực Hồ Bún Sáng ở hẻm 51 đường 3 tháng 2 để thưởng thức món gà xào núi đất, một thương hiệu rất là nổi tiếng tại Cần Thơ. Đây là hẻm ăn uống ở dưới Cần Thơ nha cô chú. Hẻm 51 hả? Hẻm 51 đường 3 tháng 2. Ở trong đây là một thiên đường ẩm thực luôn, rất là nhiều món ăn. Đây cô chú mình sẽ thấy được là hai bên là quá trời quán ăn luôn. Bên trái bên phải ở đây là khu vực của người dân địa phương đi ăn cũng khá là nhiều cô chú, cũng gần với lại trường đại học quá. Chứ khách du lịch thì thường thường là ít đi đến này. Khách du lịch của mình là tập trung ở Bến Ninh Kiều thôi. Nhưng mà từ Bến Ninh Kiều tới đây cũng không phải là quá xa nha. Tầm khoảng là 4 cây số hơn thôi là tới rồi. Đoạn đường này kéo dài cũng khoảng gần 2 cây số á. Nhưng mà nếu mà mình đi mùa nước lũ miền Tây là đoạn đường này hay ngập lắm nha. Còn bây giờ thì rất là đẹp nè, hai bên là sáng đèn, tất cả các loại đồ ăn ở đây luôn. Nướng, chiên, xào, lẩu, rồi là quán cà phê, trà sữa. Nói chung là khu phố ẩm thực Hồ Bún Sáng Thổi cũng khá là nổi tiếng nha. Từ đầu hẻm của chú chạy tầm khoảng là 500m, mình sẽ thấy được cổng chào nè, phố ẩm thực Hồ Bún Sáng. Thì mình sẽ rẽ tay trái liền nha, chứ mình sẽ không có đi thẳng vào nữa. Rẽ tay trái chạy tầm khoảng là 500m nữa thì sẽ tới nha cô chú. Đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng là gà xào núi đất. Đó là lý do vì sao mà trong đây hoặc là mình đi rải rác ở Cần Thơ, mình sẽ thấy rất là nhiều nơi kiểu như là làm hàng nháy á cô chú. Nên là mình sẽ đi đúng quán nha. Cách đây mấy năm Cường có làm một video cũng ăn uống gà xào núi đất, là mình ăn ở khu vực là cầu Quang Trung ngay Bến Ninh Kiều. Mình đi vừa đổ cho cầu Quang Trung, mình rẽ tay trái là mình sẽ thấy được liền ở bên đó cũng có hai quán. Nhưng mà lần này Cường sẽ giới thiệu ở quán ở trong này nha cô chú. Và khi mà mình vào trong này mình sẽ thấy được là 2-3 quán gà xào núi đất luôn. Nhưng mà đó là một cái thương hiệu gọi là không phải thương hiệu mà mọi người biết đến và ăn ngon như là chính gốc nha. Cuối cùng thì Cường cũng đã chạy tới nơi rồi nha cô chú. Ở trong này đối diện cũng có quán là gà xào núi đất, tuy nhiên là mình gọi là hạt pha ke cô chú. Còn quán này là mới là chính xác nha, nên là cô chú sẽ chú ý. Đây Cường sẽ cập nhật cho cô chú mình địa chỉ. Thật sự thì địa chỉ mình đọc á mình cũng khó tìm lắm, nhưng mà nhìn theo video của Cường đi thì rất là dễ nha. Quán gà xào núi đất 1 này nằm ở chỉ là 32A/2 tổ 5 khu vực 3 phường An Khánh quận Ninh Kiều nha cô chú. Cô chú mình sẽ thấy được là quán ở đây cũng khá là rộng anh cô chú. Mình đi bàn lớn là xếp được bàn luôn. Và gà xào núi đất ở dưới này gọi là một cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng của người dân Cần Thơ nha. Mình sẽ thấy là có nấu cháo nè, chiên, nướng, hấp, lẩu chanh ớt. Một con gà mình có thể chia làm hai món nha cô chú. Ở đây Cường thấy là có gà nấu cháo là 240 nè, gà xào nướng là 240, rồi gà chanh ớt là 250 là nguyên một con của chú. Còn nếu mình chia ra thì chia đôi thôi nha. Thì thường thường người dân ở đây là một con gà mình sẽ làm hai món nha cô chú.
món mà thường thường mọi người hay chọn nhất là món nướng. Nướng thì một là quán nướng, hai là mình sẽ chọn tự nướng. Nếu mà mình có thời gian trải nghiệm thì mình sẽ chọn tự nướng nha. Giá ở đây Cường thấy thì rất là phải chăng nha cô chú. Mình thấy có nước suối nè 10.000 đồng thôi, rồi có các loại bia. Còn đây là cái phần mà muối ớt nha. Món này thì mình hay sử dụng là muối ớt với lại chỉ để chút xíu chanh vào nữa. Sau đó mình quậy lên cho nó tan ra thì ăn cái vị là chua chua, cay cay, mặn mặn, rất là hấp dẫn. Rau ăn kèm ở đây thì sẽ có dưa leo, rau thơm, rồi diếp cá. Ở đây là sử dụng bếp than là mình sẽ tự nướng nha cô chú. Đó, còn nếu mà mình có thời gian, còn ở đây là bếp vẫn có dịch vụ là sẽ nướng sẵn cho mình, nhưng mà thường thường khách tới đây là mình sẽ tự nướng nha. Hồi nãy là Cường kêu món gà sa tế nha cô chú. Thì đây, cái phần thịt gà này là gà sao nha, con gà mà nó màu bông bông á. Thì phần này là mình sẽ nướng lên nha. Đây là quán sữa ướp sẵn là vị sa tế nha cô chú. Đây, bây giờ Cường sẽ nướng nha cô chú. Thực sự thì thịt gà cũng sẽ khá nhanh chín nha. Đây. Cái này chủ yếu là mình đảo đều, đảo nhanh nha. Nói chung là nếu mà ở ngoài trời mưa mình ngồi đây mình nướng thì rất là hấp dẫn. Với lại thịt gà này thì nó sẽ không có mỡ và thịt rất là chắc và ngọt nha. Dạ, lớn thứ hai là cũng cô chú nhìn miếng thịt này hấp dẫn không? Mình sẽ thấy phần thịt này, da rất là mỏng. Da này ăn là vừa dai vừa giòn nha. Cô chú mình sẽ thấy nướng không? Ở đây là sương khói mờ nhân ảnh luôn nha. Cái này chỉ cần chỉnh cái quạt qua cái hướng khác là được nha cô chú. Nhưng mà để Cường để sát bên đây để quay cho cô chú một cái clip. Đây mình sẽ để hết lên luôn. Đây là nửa con gà sao nha. Còn nửa con còn lại mình chuyển qua là mình chiên nha cô chú. Chiên thì trong bếp sẽ chiên sẵn cho mình luôn. Đó. Quá hấp dẫn. Cái này khói nó ảnh hưởng tới người khác lắm nha cô chú. Nhưng mà vô đây ăn món gà nướng thì ai cũng làm như vậy thôi thì phải chấp nhận nha. Đó. Ăn món này thì cần sự kiên nhẫn. Không thể nào nóng vội được. Ăn cái này là cần sự kỳ công nha cô chú. Về tập tính kiên nhẫn cho mình luôn. Đó. Mình thấy vậy thôi chứ hồi nướng lên chín là hấp dẫn lắm nha. Sau khi mà Cường nướng được 5 phút quá khói nhiều quá, mình không có kinh nghiệm nướng, mình chịu không nổi nên cuối cùng là mình nhờ nhân viên nướng nha cô chú. Còn đây là nửa con gà còn lại là Cường sẽ yêu cầu là người ta chiên nước mắm nha cô chú. Đây quá hấp dẫn luôn, bây giờ sẽ thưởng thức nha. Cái này cái cổ, còn cái phần này là phần thịt gần cái đùi nha cô chú. Màu vàng ươm luôn và nghe mùi là cực kỳ thơm luôn nha. Nhìn phần thịt gà chiên như vậy thật sự thì không thể nào mà kìm lòng được cô chú. Thứ nhất là nhìn giòn rộng, thứ hai là rất là thơm luôn. Khi mà nướng thì cái phần chân của chú thêm sẽ nó da nó sẽ sát lại nè. Nhưng mà cơ bản thì con gà này cái chân nó cũng khá là nhỏ nha. Trời ơi, quá trời thơm luôn cô chú. Bây giờ Cường sẽ thử thưởng thức một phần nha. Đây, cái miếng này là gần với lại cái lưng của con gà nha cô chú. Đây, phần thịt nó hấp dẫn quá. Để ăn trước để coi có ướp sẵn rồi không nè. Có ướp sẵn luôn. Vị mặn mặn ngọt ngọt, rất là vừa ăn. Cái này ướp rất là vừa ăn luôn, Cường là người ăn lạc và thấy là rất là vừa ăn. Còn nếu mà mình mà ăn cái vị mà hơi mặn mặn chút xíu á, mình có thể chấm với lại muối ớt chanh nha. Và lâu lâu là mình ăn kèm một miếng dưa leo. Cậu dưa leo đây sắc quá trời bự luôn. Thử một miếng nữa.
có đâu có lên giá đâu. Quá trời ngon. Thật sự là ăn cái này quá hấp dẫn cô chú. Mình ăn mình không có cần chấm cái gì hết. Tại cái vị rất là vừa. Chợ cái này nguyên một cái phần ức luôn nè. Chiên là vừa chín tới, thịt rất là mềm luôn. Ở bên trong là mình sẽ thấy trắng tinh nè. Còn ở ngoài mình sẽ thấy cái này giòn rụm. Đây cô chú mình sẽ thấy cột thịt gà chiên không? Quá trời đẹp luôn. Cái này là chiên giòn đều ở phía ngoài nha. Còn cái lớp trắng trắng này là Cường mới cắn cái phần da ra rồi cô chú. Gà ở đây là ướp rất là vừa ăn nha. Đây cô chú sẽ thấy đây là phần cánh nè. Cái này miếng gan. Cái này do có Cường mộng Cường ăn nên Cường bóc nha cô chú. Còn đây là cái chân. Đây là cái cổ. Đó. Còn mình sẽ thấy được có cái phần đùi nữa nè. Đây, cái đùi như vậy cô chú sẽ thấy nè. Nó sẽ nhỏ thôi, con gà này nếu mà mình nhìn thì cái lông nó xù lên thấy nó to. Nhưng mà thật sự là nó nhỏ nè cô chú, nó khoảng là 1 kg hơn thôi. 1 kg 2, 1 kg 3 đổ lại. À, đây có cái phần tim nữa nè. Mình nhìn chiên như vậy là mình sẽ biết là chiên rất là giòn và thơm luôn nha cô chú. Còn đây là cái gan. Đó, nói chung là đầy đủ hết. Còn đây là cái phần cánh nè. Xét lên cái cánh. Nếu mà hai người thì ăn một con gà 240 thì nó rất là vừa nha cô chú. Ở đây chế miếng thì không có nhiều món nhưng mà món nào cũng sẽ là rất là chất lượng và ăn là mình sẽ nhớ hoài cái vị nữa nha. Sau khoảng 20 phút thì nhân viên đã nướng giúp Cường là phần thịt gà nướng nha cô chú. Đây cô chú sẽ thấy được nguyên một phần nửa con gà nướng nè. Hồi nãy là Cường vô là Cường kêu mình tự nướng nha cô chú, nhưng mà khói dữ quá nướng không quen thì mình sẽ chuyển qua là nhờ bếp ở đây là nướng giùm cho mình nha. Thì người ta cũng sẽ đứng ở phía trước nướng cho mình thôi. Cô chú nhìn thấy hấp dẫn không? Nướng này rất là chuyên nghiệp nha, chứ nãy giờ mình nướng chắc cũng chưa xong đâu. Đây, này nướng thì sẽ có phần đậu bắp nữa nha. Bây giờ Cường sẽ ăn thử cái phần nướng coi nó sẽ khác nhau với gì so với lại cái phần chiên nha. Nửa con gà nướng này thì Cường sẽ thấy có phần đùi nè, rồi phần thịt ức. Còn cái đầu, cái cổ với lại hai cái chân thì nằm ở bên là phần chiên rồi nha cô chú. Đây, ở đây là Cường sẽ chọn là ướp sa tế cho nó rớt cái trái đậu bắp ra đây. Đây, mình sẽ thấy không? Da nè, nó kiểu là bóng dầu hương ướt, ăn nó sẽ không có bị khô quá nha cô chú. Rồi đây, trước mặt Cường là sẽ có hai dĩa gà sao núi đất nha cô chú. Đây ở bên này là phần chiên nha cô chú. Bây giờ Cường sẽ ăn lại cái phần chiên với phần nướng để coi là nó sẽ khác nhau như thế nào nha. Đây, Cường sẽ thử một miếng thịt nướng nha. Cái này là còn nóng hổi luôn, tại vì mới nướng xong nha cô chú. Cái chất thịt gà là nó ngọt như cái phần chiên thôi, nhưng mà nó sẽ không có bị khô. Nó thơm sẽ không bằng, nhưng mà nó nghe cái mùi than, mùi củi á, mình nghe nó cảm giác là nó gần gũi và nó ngon hơn cô chú. Thật sự là phần nướng nó sẽ ngon hơn phần chiên nha. Ăn cái cảm giác là nó sẽ không có bị quá khô. Thịt nó sẽ mềm hơn. Còn chiên là kiểu là giòn. Còn nướng là kiểu là ở ngoài là hơi giòn, còn ở trong là rất là mềm. Thịt nó kiểu ương ướt ương ướt. Với 240.000 một con gà sao mà làm hai món, ví dụ như món nướng, món chiên thì quá quá ok. Cái này mình ăn mùa mưa nữa, ngay thời điểm mà trời mưa mà ăn nữa là đúng bài luôn nha cô chú. Bây giờ Cường sẽ để cho cô chú sẽ thấy được nè. So sánh nha, một bên nướng và bên chiên của quán nha cô chú. Ở đây là cái đùi của gà sao chiên nè. Cái đùi này là của gà sao nướng nha. Và mình sẽ thấy được là cái màu bên đây sẽ đẹp hơn bên này. Nhưng mà thật sự thì bên đây mình cắn vào á, nếu mà không ăn cái phần nướng á thì mình sẽ thấy phần chiên cũng rất là ok. Nhưng mà khi mà mình ăn phần nướng rồi á thì Cường thấy là thịt nướng nó sẽ mềm hơn nha cô chú. Còn phần chiên thì thiên về nó sẽ khô chút xíu và nó sẽ có độ giòn nhất định nha. Đó, Cường vừa tách cái phần thịt ra là cô chú sẽ thấy nha. Nhưng mà đây là một trong những cái quán mà Cường rất là tự tin khi giới thiệu mà cô chú mình về ở Cần Thơ nha. Hôm nay cũng có khá là nhiều chi nhánh để mình lựa chọn nha cô chú.
Nếu mà về Tây Đô hoặc là về miền Tây, cô chú đã quá quen thuộc với vịt nấu chao nè, hoặc là lẩu mắm, thì cô chú thử một lần ăn gà sao nấu đất chứ không phải là gà ta hoặc là gà nầu nha. Chắc chắn là sẽ không có làm cô chú mình thất vọng đâu. Và bây giờ là một món ăn Cường chắc chắn là sẽ gợi nhớ về tuổi thơ cơ cực của mình ngày xưa rất là nhiều. Đó là món cơm trái kho quẹt. Và cơm trái kho quẹt này là nằm sát bên bến Ninh Kiều luôn. Cô chú mình có thể là đi bộ qua được luôn nha cô chú, chứ không có cần đi xe. Nếu mà ngay khu vực bến Ninh Kiều thì cô chú đã từng thấy Cường làm một video giới thiệu về cơm trái kho quẹt 37. Nhưng mà quán đó thì sẽ là 50.000 đồng trở lên. Còn quán này thì khá là bình dân, giá chỉ có là 30.000 đồng thôi nha cô chú. Quán này thì mình sẽ nằm ở phía ngoài đường thôi nha cô chú, nhưng mà cũng có bàn ghế, quán bình dân thôi. Nhưng mà Cường trước đó đã ăn một lần thì rất là ngon, nên là Cường này quyết định lần này thì Cường sẽ quay giới thiệu cho cô chú mình xem nha. Cường đang có mặt tại xe cơm trái kho quẹt Happy nha cô chú, là cơm trái kho quẹt Hạnh Phúc ở đường địa chỉ là số 1 Ngô Văn Sở, nằm ở ngay sát bên quận Ninh Kiều nha, và kế bên là siêu thị Cấp Mắt nha cô chú. Cái này là gạo hay nếp hả chị? Gạo á. Gạo. Mình có làm màu khác không hả? Màu trắng thôi. Em chỉ có một màu. À, màu trắng thôi hả? Truyền thống. À. Thấy có chỗ làm lá cẩm đồ này nọ quá trời màu. Dạ, em ở đây bán rồi, truyền thống. Một phần cơm trái kho quẹt thì có giá là 30.000 đồng. Ví dụ một cái cơm trái vậy chị làm thường thường là bao lâu nó xong ta? Làm có 4 phút. À, 4 phút. Dạ, từ lúc đoạn này đến thành phẩm luôn là 4 phút. À, 4 phút rồi, sẽ ra. Cái này làm thì đòi hỏi sự cái lực tay rất là mạnh cô chú, để mình đè cái phần cơm này để sát xuống cái phần chảo nha. Cái này chị bán được bao lâu rồi ta? Em bán được 6 năm. À, 8 năm. Chiều mới mở bán phải không chị? Dạ, 5 giờ chiều em. 5 giờ chiều tới khoảng 10 giờ đêm. Mùa mưa thì bán thì hơi cực chút xíu. Dạ. Nhưng mà mùa mưa ăn cơm trái ngon hơn. Đây, cô chú sẽ thấy hai anh chị của mình sẽ làm việc liên tay luôn không? Ủa đây cơm trái mì Sài Gòn là cơm trái gì vậy? Chỉ ăn mì Sài Gòn hả? À. Chỉ em là vương. À đem cái chỗ mì Sài Gòn hả? Dạ. Đang suy nghĩ cơm trái mà có món mì Sài Gòn biết ăn sao. Cô chú thấy khi mà mình ép xong á thì mình sẽ lấy cái phần cơm dư ra nha, để mình ép cho lần sau nữa thì cái phần cơm trái mình sẽ được mỏng vỏ nha cô chú, và sẽ rất là giòn luôn. Đây, mình sẽ thấy được là nếp là từ ở ngoài mình ép vào đến bên trong nha. Lỡ mình cũng sẽ canh chỉnh đều để làm sao để ra được nguyên một cái phần cơm trái là chín giòn đều nha. Ngon không có bảy rồi. Rẻ hơn rồi đó, đầu tiên là rẻ hơn. Sau khoảng 4 phút thì mình sẽ ra được một thành phẩm là cái cơm trái nha cô chú. Mình sẽ thấy được là cái màu cơm trái nè, đó, vàng ươm luôn. Chắc chắn là sẽ rất là giòn, nhìn quá hấp dẫn. Đó, vậy là phần của Cường xong rồi nha, bây giờ sẽ lại thưởng thức nha cô chú. Cô chú mình sẽ thấy được là cái quầy cô bán cũng rất là nhỏ gọn nha. Cô thì sẽ ngồi làm kho quẹt với lại cắt cái phần dưa leo, còn anh chị bên kia thì sẽ làm phần cơm cháy nha cô chú. Cái phần tiêu là ăn ngon nhất á. Ủa cái này xong chưa cô? Đã rồi đó. À vậy hả? Vậy là cô ấy xong đi để con quay một cái đầu tiên mà cô làm từ đầu tới cuối á. À.
đem về là mình để mấy cái ly nhỏ nhỏ phải không cô? À, ly nhỏ có sẵn phần tép mỡ nè. Ở đây thì ít sử dụng ớt mà mình sử dụng tiêu. Tiêu xanh nữa thì mình ăn là nó dịu mềm nhưng mà nó cay nhẹ nhẹ the the cũng rất là ngon nha. Còn ớt thì có người sẽ không có ăn được cay. Đó, vậy là xong một phần cái hũ đem về nha cô chú. Ở đây là mấy tháng mùa mưa mình đi mình ngồi thì cũng nó hơi mưa, nhưng mà ngồi ở phía có ở phía bên trong nữa cô chú, ngồi cũng không có sợ mưa gió gì hết, nhưng mà trời mưa mà ăn cơm trái kho quẹt thì rất là ngon nha. Kho quẹt này của cô là có tép mỡ, tôm khô đó, rồi có mắm, đường, muối, bột ngọt, mình nêm nếm gia vị cho vừa ăn thôi, có chút xíu hành nữa. Cái này là cô làm từng phần vậy luôn hả cô? Nên là mình ăn là nóng, làm liền, ăn ngon. À, cái này là tiêu xanh, tiêu hột hả cô? Căng với ớt à. À, quá hấp dẫn luôn. Đó, nó sồi lên nè. Một phần vậy cô làm thì thường là mình mất bao lâu? Cái chảo kho quẹt này nè. Nếu mà chừng 2 phút à. À, 2 phút. Đây, cô chú sẽ thấy được một phần như vậy nè. Có giá chỉ có 30 ngàn thôi. Mình ăn kèm với lại phần dưa leo. Khi mà Cường đứng đây quay thì Cường thấy khá là nhiều người dân Cần Thơ, tức là người dân địa phương ăn ở đây nha cô chú, chứ không phải là quán Má Bảy. Cái này là quay trong môi trường mà thiếu sáng nha cô chú, tại vì thật sự là mình ngồi ở vỉa hè, nhưng mà quán này thì rất là ngon luôn nha. Đây cô chú mình sẽ thấy được là phần kho quẹt nè, tép mỡ nha, rồi có một chút xíu phần tôm khô nè. Còn cái phần sốt sốt này á, là mình sẽ có nước mắm, đường, bột ngọt, nói chung là nêm nếm cho chị vừa ăn, cái vị là mặn mặn ngọt ngọt của miền Tây mình nha. Còn đây cô chú mình sẽ thấy được là cái phần cơm cháy này cô chú, quả trời vàng ươm và vàng điều luôn nha, rất là hấp dẫn. Cường sẽ thử bẻ một góc nha cô chú. Đây đó, nhìn hấp dẫn vô. Rồi cái này mình sẽ chấm với một miếng kho quẹt nha. Đó, mặn mặn ngọt ngọt, giòn giòn. Đây, một phần đầy đủ của chú ăn đó là phải kèm như gì nè. Có chút xíu tép mỡ nữa nha. Thì ăn vô cái vị là béo, giòn, mặn mặn ngọt ngọt nha. Bây giờ Cường sẽ thử chút xíu. Chắc chắn là cô chú sẽ nghe được cái tiếng giòn. Rất là ngon cô chú, chỉ có 30.000 lòng thôi. Một cái như vậy cô chú thấy nó rất là to nha. Đây, đó. Ở trong thì nó vẫn còn màu trắng, nhưng mà ở ngoài là nó sẽ vàng ươm nha cô chú. Đó. Thì Cường xếp cho nó gọn gọn lại. Nếu mà trường hợp mình ăn nhạt á cô chú, thì thật sự là cái phần mà kho quẹt này là mình chấm tới được 2-3 miếng cơm trái chứ không phải là một nha. Khi mà mình ăn cái phần kho quẹt đó mà mình làm cắn trúng cái phần mà tiêu xanh đó cô chú, là nó mềm, nó nghe một tiếng bụp luôn, và ở trong là nó sẽ tỏ ra cái vị là cay nồng nhẹ, cảm giác là rất là thích thú nha, mặn mặn ngọt ngọt. Mình ăn là mình phải quẹt như vậy nè cô chú. Rồi ra được phần là kho quẹt nha. Làm cái này khỏi tập gym nha anh. Ăn vừa rẻ không anh? Vừa. Với lại rẻ nữa. Em có chỉ khách đặc biệt ở Sài Gòn về ăn luôn rẻ chưa? À vậy hả? Tại mình cũng về cũng ghé ủng hộ em chứ. Dạ, mình cũng ở trên Sài Gòn mà xuống quay món ăn ngon Cần Thơ. Đi Cần Thơ là ghé, đi Cần Thơ là ghé, em ủng hộ. À, rau mình không có sử dụng mấy loại rau củ khác luộc ha. Không, đơn giản anh. À. Bán về đường. Rau ở đây thì sử dụng là dưa leo đơn giản thôi. Quan trọng cái phần cơm cháy với lại kho quẹt ngon. Quên trời nãy quên thường ngồi trước bé có điện thoại ăn hết đi nha. Có luôn mà. Ừ. Không, bà chị.
Đó là cái này là chuẩn bị xong của chú, bây giờ tách ra nè. Tách ra là thấy bạn ươm tiếp nha. Đây đây là một cái mà mình đầu tiên mình làm để mình để cái phần cơm vào nha. Sau đó ép xuống phần chảo, chảo mà mình ép thì nó sẽ có một cái khung định hình màu đậm hơn nè cô chú. Nói về mà đồ ăn đêm cũng như là quán ăn ngon tại thành phố Cần Thơ thì Cường có thể làm video tới mấy chục tập được nha cô chú, chứ không phải riêng là một hai tập giới thiệu một vài điểm ăn đâu. Nếu mà trường hợp mình sẽ không có thời gian đi xa thì cô chú chỉ cần đi bộ ngay khu vực là phố đi bộ Ninh Kiều thì mình sẽ thấy được là quá trời quán ăn ở đây luôn. Ngay khu vực chợ đêm Ninh Kiều thì Cường thấy giá sẽ nhỉnh hơn so với khu vực là ở vùng ven một chút xíu, tại vì đây là khu vực trung tâm và chủ yếu là phục vụ cho khách du lịch thôi, hoặc là gia đình của mình là lâu lâu cuối tuần thì ra đây ăn uống một chút xíu. Chứ còn ngày thường hoặc là người dân địa phương thì mỗi người sẽ bỏ túi cho mình một số địa chỉ ăn chơi, ăn giặt khác nhau nha cô chú. Ở đầu video thì Cường có cập nhật quán cơm cháy Happy, nhưng mà ở ngay khu vực chợ đêm này thì mình sẽ thấy được là cơm cháy Má Bảy, giá ở đây thì sẽ cao hơn. Ở bên kia thì 30.000 đồng, còn ở đây thì rẻ nhất là 50.000 đồng. Dĩ nhiên là ở đây thì hàng quán sẽ lịch sự hơn rất là nhiều nha cô chú. Và đặc biệt thì phần rau luộc mình sẽ thấy rất là phong phú và đa dạng, chứ không có đơn giản như là ở bên Happy là chỉ có là phần dưa leo. Nên là ngon dở hoặc là vị trí địa lý như thế nào, thuận tiện như thế nào thì tùy theo cảm nhận cũng như là lựa chọn của mỗi người nha cô chú. Ngày xưa thì thường là mình chỉ ăn buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều thôi, chứ mình sẽ không có thói quen là ăn tối. Tuy nhiên là sau này thì cuộc sống mình nhộn nhịp, mình theo hướng phát triển, mình đi làm nguyên một ngày và chỉ có là buổi tối là mình mới rảnh rỗi thôi. Đôi khi buổi tối tức là bữa ăn chính của mình luôn, và mình dành tâm huyết cũng như thời gian đầu tư suy nghĩ cái chỗ nào ăn ngon, chỗ nào ăn chất lượng nhất để mình có thể là tập hợp bạn bè này hoặc là gia đình của mình để cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon. Ở Cần Thơ thì Cường thấy là buổi tối là mọi người hay chọn thứ nhất là những cái quán nhậu nè, hoặc là những bạn trẻ thì thích ăn những món nướng xiên que, hoặc là đơn giản là mình có thể là mình ngồi ở trong một quán trà chanh, một quán cà phê nào tán gẫu thôi. Cuộc sống cũng như là quan điểm của mỗi người là mỗi khác. Có người thì sẽ thích tập hợp đông vui, còn có người chỉ đơn giản là đi một mình thưởng thức một ly cà phê ngon hoặc là một món ăn ngon của mình yêu thích là đã thấy rất là đầy đủ cũng như là rất là vui rồi. Và mong là những cái video của Cường giới thiệu những quán ăn ngon mình có thể thưởng thức một mình hoặc là thưởng thức với bạn bè hoặc là người thân của mình, miễn sao mình cảm thấy đầy đủ và hạnh phúc nhất có thể. Lần này Cường về Cần Thơ thì Cường sẽ cập nhật hai video món ăn ngon. Thứ nhất là những món ăn mà buổi tối mình hay ăn, và một video nữa thì Cường sẽ cập nhật 5 quán ăn ăn vào ban ngày rất là ngon, hứa hẹn rất là hấp dẫn nha cô chú. Thì cô chú anh chị của mình nếu mà thấy hay thì nhớ đón xem những video tiếp theo kênh của Cường nha. Còn video này thì Cường sẽ kết thúc tại đây. Cô chú thấy hay thì nhớ tặng cho Cường một đăng ký kênh cũng như là để lại một bình luận để Cường có thêm động lực làm thêm nhiều video mới hơn nữa nha.